Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Là mình đây, Bằng Bài Bản. Và ngày hôm nay mình sẽ tiến hành bóc hộp cũng như là thử hát karaoke một mẫu loa mà đã thoát trong thời gian vừa rồi. Đó là mẫu loa JBL E108P. Và mẫu loa này trong thời gian vừa rồi cũng rất là cháy hàng. Và ngày hôm nay thì bên điện tử Lý Nhanh có về được một số ít cái sản phẩm này. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiến hành bóc hộp luôn. Và để cho các bạn cảm nhận là trong mức giá 15 triệu đồng thì những gì mà nó đem lại thì chúng ta có phù hợp không nhé. Và ok đấy không, hôm nay mình sẽ tiến hành mở hộp luôn. Cái này nó có hai lớp hộp nha các bạn nhé, một lớp bê tắc tông bên ngoài, còn bên trong một cái hộp rất là màu mè luôn, nhìn màu các bạn đoán ra được là màu rất chủ đạo của JBL. Đây, có một quyển sách hướng dẫn sử dụng, mình bỏ đây nhá, nó sẽ bảo vệ. Đây là nhân vật chính của chúng ta. Bên ngoài được bằng lớp ni lông các bạn ạ. Lớp này dán là khá nhiều lớp băng dính các bạn. Đây, và đây là nhân vật chính của chúng ta. Thoạt nhìn thấy các bạn thì nghĩ này là một cái vali hạt nhân đúng không? Nhưng không phải. Đây là cái vali, nhưng vali này là vali âm nhạc các bạn nhé. Vâng. Và để mở được con loa này thì chúng ta sẽ ấn hai nút ở đây để mình tách hai con loa hai bên ra. Đây. Đây các bạn nhé. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Và đằng sau chúng ta sẽ có những phụ kiện gì đây? Mình cũng chia sẻ với các bạn luôn. Chúng ta sẽ có một chiếc mic có dây AKG các bạn nhé, rất là xịn sò luôn. Đây, dây nguồn, dây cắm mic, và đây là hai dây kết nối từ bàn mixer này để ra hai con loa hai bên các bạn nhé. Đấy, phụ kiện nó như thế thôi. Đây, đây là lỗ cắm điện, công tắc và dây nối ra hai loa. Và mặt trước của loa chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có rất là nhiều cổng kết nối các bạn ạ. Và tương tự với các cổng kết nối thì sẽ có những nút chỉnh như là chép, bass, reverb. Đấy, và nút tắt, bật các chế độ. Và mình có thể chọn được chế độ mic hoặc là live. Và đây là nút volume tổng các bạn nhé. Và đây là nút để mình pair Bluetooth. Ok, thì không để các bạn chờ đợi lâu. Ngay sau đây mình sẽ tiến hành hát karaoke với bộ loa này luôn. Và cái mic để hát karaoke với bộ này là mình sẽ hát cái mic Isavan Z2 Pro các bạn nhé. Và ok, mình sẽ hát luôn. Chẳng vào đôi nghĩa vu vơ,
dần dần dịu dịu bập bờ năm chưa sâu đã vội đổ vỡ. Ừ thế anh thấy một mình nhưng sợ cô đơn, dù đã từng nói như thế có lẽ sẽ tốt hơn, chỉ là vì chẳng muốn yêu ai khi bị gánh với những đêm dài. Nghĩ em đâu ai không thể được mãi. Theo mình cảm nhận thì với mức giá tầm 15 triệu đồng thì con loa này rất là phù hợp với những các bạn có nhu cầu nghe nhạc cũng như hát karaoke với những căn phòng tầm 30 đến 40 mét vuông, và link sản phẩm mình có để ở dưới phần mô tả. Nếu như các bạn có nhu cầu nghe nhạc cũng như là hát với mẫu loa này thì có thể qua hệ thống điện tử Linh Anh ở Hà Nội cũng như Hồ Chí Minh để mình hát và cảm nhận các bạn nhé. Và xin chào tất cả các bạn.